À, anh bán cả cây nhỏ à? Hôm nay chơi cả cây nhỏ. Hay quá. Xanh kinh nhỉ, dăm riết làm ghê đấy. Em à, em những cái đồ này em nhiều quá. Cái này bao nhiêu tiền anh? Bà giá cho anh em biết. 6 triệu. Lại đọc số cả. 0967 0967 113 013 113. Đấy, bắt đầu quay cây quay kiện nhé. Đấy. Đấy. Ấy, 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 ấy. Kiện mượn cái bình nước này, thôi con này cái xem có đúng. Lại thử hóa học à? Thử quỳ tím à? Bắt đầu. Hết cả xe rồi. Đấy, có lên màu. Đẹp, cây này đẹp. Kiểu xúc tác cái lên. Đấy, à, ông Thắng ông bắt cái này rồi đúng không nhỉ? Phải không nhỉ? Đây, cái này thì bao nhiêu anh? Tiền đây. Quay phun cho nó đẹp anh nhỉ. Dạ. 4 triệu đấy, điền đấy. Điền. Đề nghị bà con nào có xong thì mua cây sắn này về nhá, xong thì luộc nhá. Sống mà ăn sắn này. Đấy. Kêu mà dạo này kêu hết tiền à. Cây này bao nhiêu anh? 7 triệu. Sơn liễu. Sơn liễu. Lá đẹp quá. Bán rồi trả về. Bán dập dập vào. 6 triệu rồi trả về đây. Đấy, sơn liễu đẹp chưa? À, đây, bây giờ mới quay đến siêu phẩm này. Siêu phẩm đi chơi này. Hôm nay thì rổ giá nào anh? 40, đẹp nhỉ, sạch đẹp quá. Cái này đi chơi, về đi chơi quá đẹp. Sạch sẽ, sạch sẽ. Đấy, cao chỉ tầm 1m1 thôi nhỉ. 1m1, 1m2. Đấy, bóng cây đại thụ dưới có ông cụ. Đấy. Rất sạch các mấy cây. Đi dắt xe. Quá. Xe. Đây, nốt cái mặt sau của cây này cái. Thích khi nào nó để lại cho. Giờ chắc chắc nhờ anh gãi hộ thôi chứ em thì. Cộng cho nó tí. Hắn đang bảo hắn thích. Thích không? Vào cộng liên sản. Tí nữa vào việc. Lấy luôn, con lấy cái. Em qua em tưởng nó to, đó, con này vẫn bê được. Mày một mình bê được nhỉ? Máy, nhẹ mà. Đấy, cây quấy kiện. Cái bên hông mà nó đầy tí nữa thì cũng thôi rồi. Con đấy, cái đồ này giờ đem tìm ở đâu mà tuyển ạ? Tất nhiên là nó nhìn nó hơi nát, hơi rách, nhưng mà hơi một năm nữa thì thôi đừng nói. Hơi béo tí. Ừ, nếu một năm nữa thì đừng nói. Bây giờ các cái form dạng thì tìm cũng có ấy chứ. Đừng nói là nó có. Đấy. Có đâu ạ? Đấy, cây quanh kiện. Bây giờ á, ra chợ đúng không biết không phải được chưa? Rêu riếc sạch sẽ đồ chơi đây. Bây giờ em chở cái xanh chở được không? Bây giờ anh nhìn cái chân kia rồi. Mưa rồi. Mưa phùn rồi, Tết rồi. Tết đến nơi rồi mà chưa có gì này. Đấy, sạch. Đẹp quá, rêu phong đẹp quá. Bốn bên con cá rồi chú ạ. Vâng. Cây cổ, dáng cổ. Đấy, kiểu như cho vào lồng luôn rồi. Cho vào lồng. Đấy, đẹp chưa?
tí nữa quay xong rồi đã ngắm cho kỹ. Nhưng mà ông đấy không không chịu được. Vâng. Giao lưu đi bác. Để làm lịch à? Cơ bản là mình không quen nên là tất nhiên là ngày nào gặp nhau, nhưng mà bây giờ chịu tiền thôi, chịu khác. Người ta còn đi làm ăn chứ không phải là người ta có khi muốn cho mình chịu lắm, nhưng mà không đi làm chứ. Quay vòng dư giả đấy. Thấy chưa, sạch bị tít, sạch chưa, đúng bày là form đi chơi chậu chiếc. Đẹp quá. Đấy, rất là đẹp rồi nha. Mẹ có cái ghế sao nó đang dài như thế này. Ồ, đây à. Này, cũng về đội rồi sao đây? À, kia, rồi kia. Đề ra. Ô tô tránh nhau ở đây. Đây đẹp lắm, con này ông nào chơi là ngon đấy, không phải làm gì nữa, trồng trộn chiếc sạch rồi. Chào ông, chào nghệ nhân nhé. Ông ơi, hôm trước có đồng chí nào hỏi cái này mà chưa lên đường à? Hỏi đấy con nó giả, có 2 triệu. Yeah. Có gửi tin nhắn về giả là 2 triệu. Có. Yeah. Được cái giá, 2 triệu được cái giá. Đấy, viên đá này quá độc đáo luôn. Chọn của nó là 500 này. Vâng, chọn này. Nói chung 2 triệu được viên đá với cái chậu. Thiếu thịt cây. Thiếu thịt cây. Đấy, viên đá rất nghệ thuật. Đấy, hoàn toàn những cái lỗ là tự nhiên các bác nhé. Đây cũng bị cái xịt tay chuột. Lại điều thuốc lại cho nó đảo. Lại xin ông. Cứ ra đây lại là xin ông thuốc. Đây công ty nha. Ồ, cây này chính là cây này rất hay này. Cái rùi đấy đẹp. Đấy. Rất nghệ thuật nhé. Vậy cháu xin không, cháu xin không. Đấy, thuốc lọc, thuốc thơm đấy. Cái dưới nó bao tiền không nhỉ? Cái dưới này 2 triệu. Đấy, chậu chân đẹp. Giả lắm. Đấy, lại có cái tử đón ở đây, hơi hay đấy. Nhìn khối các bác nhá, nhìn liền chứ không phải là ghép vào đâu, liền đấy. Cây rất nghệ thuật điệu đà. Đây các bác nhìn, nó nguyên của một khối của nó này. Rất hay đấy. Cây này mà cho sạch sẽ rất nghệ thuật rồi. Có thể là trồng bằng cái hang chữ nhật, tàu hoặc nhật gì đấy, rất là đẹp. Những cái hang của Nhật mà cỡ mini này rất đẹp, trồng rất đẹp. Một Nhật các bác nhé. Hay đấy, một cái dòng cây nghệ thuật quốc hồn quốc túy của Việt Nam ấy, nên cố gắng phát huy. Bắt tay đi, giao dịch. Ồ, cái món ấy. Đấy về hiếm đấy. Cái sẹo to thế. Xe mày lui nó nhanh. Ừ. Chắc là phải nếu mà để nó liền được chắc cũng 70-80 lắm. Đấy tao để kéo đây, tao đi cho cái kéo. Đa đấy. À đấy. Cây đa này bao nhiêu ông? Đa mini hay đấy. Cây đa này 5 triệu. 5 triệu. Lâu lắm mới thấy cây đa mini đấy.
Nghệ Nhân lại đọc lại cái số của Nghệ Nhân cái nhỉ? 0906 225 376 đấy, cái đa lá bé tí rồi. Ôm cái hòn đá này như là vẽ nhỉ. Đẹp. Xin chào 500 anh em nhé. Vâng. Xin chào Nghệ Nhân Lê Minh Tuấn. Đỏ thế. Đấy, ôm hòn đá này hay nhỉ. Cái gì em nhầm? Nhắc đi cho anh lên đây. Cái này gì? Đó. Đó, đó. Đấy, đẹp quá. Đỏ thế. Bắt đầu bán. Bắt đầu bán đã tiền tôi vào túi Vinh. Có được tầm nhau không? Không trời đâu. Sung chiếc đây, đây là hàng giá rẻ, các bác ra đây mua rất là dễ. Đấy, vừa được ăn được điếu thuốc độc rồi, giờ quay ra đây. Quay ra đây, kết thúc khung hình ở cái cây này, các bác nhé. Đang mua vay vay vụ, mua như Tết các bác. Chúc các bác một ngày vui như Tết nhé.